Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là cáp kết nối vân tay của điện thoại Oppo A9 220 đang được sửa, chờ sửa tại didongcaocap.vn. Qua thời gian thì việc điện thoại Oppo A9 220 bị lỗi cảm biến vân tay, không sử dụng được cảm biến vân tay là điều khó tránh khỏi. Do rơi va đập, do rơi vào nước cũng rất là nhiều nguyên nhân. Hiện tại didongcaocap.vn có sẵn cảm biến vân tay, sửa lỗi hỏng cảm biến vân tay trên điện thoại Oppo A9 220 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với didongcaocap.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship cảm biến vân tay điện thoại Oppo A9 2020 đến tận cửa hàng yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại didongcaocap.vn. Chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Oppo A9 220 hàng đầu hiện nay.